Hi, xin chào các bạn Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình à, Ngày hôm nay mình đã chuẩn bị à, cho tuổi cá săn mồi của mình là 20.000 cá chép mồi Thì kể từ ngày mình chuyển tuổi cá à, qua cái bể ngoài trời này thì cũng được 3 ngày rồi Và trong 3 ngày đó mình chưa cho tụi nó ăn cái gì cả Đấy, và hôm nay mình sẽ chiêu đãi tụi nó một cái bữa tiệc cá chép mồi thì với số lượng là 20 000 cá chép mồi như thế này thì à, Tụi cá săn mồi của mình có thể ăn được từ 2 tới 3 ngày mới hết được à, Số lượng cá chép Đấy. Thì chúng ta đã quan sát rất nhiều clip về việc cho cá săn mồi ăn cá chép mồi trong bể kính rồi Và ngày hôm nay mình sẽ à, Xem tụi cá săn mồi ở ngoài trời nó sẽ săn mồi như thế nào à, Có khác biệt gì so với Uh, việc tụi nó săn trong bể kính hay không Thì trong bể kính Thì tụi cá chép mồi rất là dễ Để cho tụi cá săn mồi ăn thịt ấy Thì uh, qua cái bể ngoài trời như thế này Thì mình nghĩ cuộc chiến giữa Tụi cá săn mồi với tụi cá chép mồi Nó sẽ khắc nghiệt hơn rất là nhiều Và tụi cá săn mồi Nó sẽ khó bắt được Tụi cá chép mồi hơn Đấy Các bạn có thể thấy tụi cá uh, Cá sân mồi nó đang trốn trong cái lũ bèo kìa. À, qua cái hồ này thì tụi nó khá là nhát. Nó không có bạo như là ở trong bể kính nữa. Thế nên bạn nào muốn nuôi à, tụi cá sân mồi mà nó hung dữ thì chúng ta nên nuôi trong bể kính nha. Và bây giờ mình sẽ mở bọc ra để cho tụi nó ăn. Thì cá sân mồi đợt này là cá vàng là nhiều các bạn. Thế nên là... À, chúng ta rất dễ để có thể quan sát được uh, tụi cá trong cái hồ này. Hmm... <laughs> <laughs> Thì do cá chép nó nhỏ quá các bạn, thế nên là thả một vài con vào thì nó không sinh nhê và chúng ta không thấy được uh, cái tụi săn mồi nó săn tụi cá chép. Đấy. Thế nên là bây giờ mình sẽ đổ cả cái bọc cả cá chép mồi vào trong luôn. Cho nó đông. đấy các bạn thấy không rất là nhiều cá chép và khi thả vào trong này thì tụi cá chép mồi nó sẽ lấn trốn tốt hơn và bây giờ chúng ta cùng quan sát xem tụi cá săn mồi sẽ làm gì với tụi cá chép này trời ơi các bạn có thể thấy không à, một con cá chép mồi đã bị uh, con cá sấu hỏa tiến bắt rất là ghê, rất là nhanh luôn. Các bạn có thể quan sát thấy con cá sấu hỏa tiễn uh, khi chúng ta thả ra ngoài bể tự nhiên như thế này thì nó săn mồi cực kỳ là là nhanh và mạnh các bạn, vừa nhanh này, vừa chính xác này, mà vừa bạo lực nữa. Cú săn mồi của nó rất là ghê và một con cá chép mồi đã trở thành nạn nhân của nó tiếp tục con thứ hai wow các bạn có thể thấy là uh, trong cái bể ngoài trời như thế này thì tụi cá săn mồi nó thể hiện đúng cái bản chất của nó là một trong những cái lũ cá rất là đáng sợ những cú đớp của tụi cá săn mồi cực kỳ chính xác và không còn cơ hội nào cho tụi cá chép mồi có thể thoát ra được nữa và nãy giờ chúng ta quan sát thấy con cá sấu họa tiến là ăn hai con cá chép mồi rồi các bạn và nó vẫn tiếp tục đi săn tiếp tục đi săn đấy con hồng vĩ các bạn thường thì ban ngày như thế này chỉ có con cá sấu họa tiến với con tai tượng châu phi là sẽ đi săn thôi còn ban đêm thì sẽ có hồng với bò vịt. Hồng với bò vịt sẽ thường đi săn vào buổi tối chứ không đi săn vào ban ngày. Tụi cá chép mồi nó đang quây lại thành một cái tụ các bạn. Nó quây lại thành vòng tròn để nó có thể uh, tránh được tụi cá săn mồi. Đó nó bơi thành vòng tròn các bạn. Rất là nhanh Và con cá sâu hòa tiền nó vẫn đang lấp lím Để có thể săn được thêm uh, cái chép mồi nữa Đấy nó đớp trượt kìa Các bạn thấy không Con cá sâu hòa tiền nó rất là lầm lì Và và rất là hung tợn thường cách săn mồi của nó sẽ lao thẳng trực diện vào tuổi cá chép luôn chúng ta không cứ chần chừ <laughs> thì uh, thì khi chúng ta quan sát cái thân hình của con cá sấu họa tiễn ở ngoài bể ngoài trời như thế này thì chúng ta thấy nó giống như một cái cái ngư lôi các bạn nhìn rất là thù lù đấy và nó tiếp tục nó nó đã săn thêm được một con nữa các bạn rất là nhanh cực kỳ nhanh luôn sau khi đã ăn được 3 tới 4 con cá chép mồi thì dường như con cá sấu hỏa tiện nó vẫn chưa thấy no là cái gì và nó vẫn tiếp tục rình mò tụi cá chép mồi thêm một lần nữa thì lần này chắc chắn thì nó sẽ có sự trợ giúp của con tài tượng châu Phi rồi Đấy Con tai tượng châu Phi thì nó Nó chỉ biết đi lùa tuổi cá chép mồi thôi các bạn Chứ nó không săn được như là con cá sấu họa tiến Nó chỉ đi lùa tuổi cá chép mồi tới khi tuổi cá chép mồi nó mệt Thì con tai tượng mới bắt được tuổi nó thôi còn nói về đi săn thì phải là cá sấu họa tiến mới là một con con cá săn mồi đích thực đó các bạn thấy nó đớp không đớp xong nó lại bơi vào bèo thì cứ mỗi lần đi săn của nó thất bại thì nó sẽ lại bơi vào đám bèo rồi sau đó nó lại bơi ra và nó đi săn đi săn trượt xong nó lại bơi vào bèo cứ thế lặp lại một cái vòng tuần hoàn cho tới khi nào con cá sấu họa tiến nó bắt được con cá chép mồi thì thôi nãy giờ mình quan sát thì con tai tượng nó chưa bắt được con nào các bạn <laughs> bế ngoài trời như thế này thì tuổi cá chép mồi nó bơi rất là nhanh và nó trốn thoát cực kỳ nhanh luôn Rồi thì video hôm nay của mình tới đây là kết thúc à, Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo về những con cá mới của mình Thì sau đây mình sẽ quay quá trình đi săn thất bại của con cá sò hỏa Tiến cho các bạn xem Và các bạn có thể biết rằng là đôi khi nó cũng săn trượt như những con cá khác thôi Chứ không phải lúc nào nó cũng giành chiến thắng cả